Vâng, thì đây là cái cáo bi mà mình đã tự chế để chuyên đóng bi bánh cho những các cái dòng xe Honda hay là xe Yamaha. Thì khi anh em và bạn ta đã chế được cáo bi này, thì khi anh em và bạn ta đóng những cái dòng bi bánh xe của cái dòng Honda hay Yamaha thì ra rất chi là dễ và rất chi là tiện lợi cho anh em thợ máy chúng mình. Video ngắn hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em và các bạn cái cách chế cái cáo bi để chuyên đóng những các vòng bi bánh xe. Khi anh em và bạn ta cần thay thế những các cái vòng bi bánh xe như này để anh em và bạn ta tham khảo và cùng nhau ta áp dụng, ta chế cái cáo bi để ta đóng những các cái vòng bi bánh xe như này. Thì với tất cả những các cái dòng xe tàu chẳng hạn, khi anh em và bạn ta cần thay những cái vòng bi bánh như này thì anh em và bạn ta chỉ cần bủa cái cây đóng bi này vào, thì anh em bạn ta lắc nhẹ thì nó anh em bạn ta đóng cái những cái vòng bi bánh ra thì nó rất chi là dễ dàng rồi. Bởi vì là những các cái vòng bi bánh xe của những cái dòng xe tàu là cái ống chống bi này nó được phép là di chuyển đi di chuyển lại như này, thì anh em bạn ta bủa cái cây đóng bi này vào, anh em bạn ta lắc nhẹ thôi thì nó đã bám vào những cái vòng bi, thì anh em đóng ra rất dễ rồi. Còn với tất cả những cái dòng xe Honda hay Yamaha chẳng hạn, thì anh em bạn ta đưa cây đóng bi này vào thì nó rất chi là khó để cho nó bám vào vòng bi, bởi vì là cái ống chống bi này thì nó hầu như chính xác 100%, nó không còn cái độ cựa nữa, thì anh em bạn đưa cây đóng bi vào thì nó rất chi là khó. Vậy thì cái video ngắn hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em và các bạn cái cách chế cái cáo đóng bi cho những cái dòng bánh xe như là Honda hay là IA để các bạn tham khảo. Thì anh em và các bạn ta hãy lấy một cái cây ắc piston tăng cam này giống mình đây. Với cây ắc piston này thì anh em thợ máy nào chắc là ta cũng có cả rồi, thì ta sẽ dùng một cái cây ắc piston tăng cam này để ta chế cho một cái cáo đóng bi bánh xe để anh em bạn ta sử dụng mỗi khi anh em bạn ta cần thay thế bi bánh xe. Thì cái ắc piston này nó hầu như nó sẽ vừa bưa vào trong cái cốt của cái những cái vòng bi bánh xe Honda hay là Yamaha. Đấy. Thì nó rất chi là tiện lợi để cho anh em bạn ta chế ra một cáo đóng bi rất chi là tiện, mà chính mình đây mình đang sử dụng cái cáo này. Tiếp theo thì anh em và bạn ta hãy dùng cho mình một con ốc 8 như này, con ốc dài, và anh em và bạn ta cắt cái đầu mẫu trên đi. Và cái ốc 8 này thì nó sẽ vừa vào trong cái cốt trong của cái ắc piston tăng cam này. Sau đó anh em và bạn ta sẽ tiến hành ta chế cái cáo bi từ cái ắc piston tăng cam này. Bởi vì những các piston tăng cam này nó làm bằng chất liệu thép nên là khi anh em và các bạn ta sử dụng ta chế ra cái cáo thì anh em và các bạn ta đóng bi thì nó sẽ không bao giờ bị tè, và anh em và các bạn ta dùng thì nó rất chi là bền. Và bây giờ thì anh em và các bạn ta hãy cắt cái ốc ắc piston tăng cam này ra giống mình đây. Anh em mà lưu ý ta cắt chiếu cái ắc piston này nhá. Cắt chiếu này. Thì cái ắc piston tăng cam này như mình vừa nói là cái nó là cái chất thép nên là anh em và các bạn ta sử dụng ta chế sang cái kéo đóng bi này nó rất chi là bền luôn. Anh em bạn ta sử dụng nó lâu dài. Đấy, anh em và bạn ta hãy mài bớt những các cái ba viên này đi. Sau đó anh em và bạn ta sẽ tiến hành ta đưa cái quân ốc này vào cái đoạn ngắn của cái ắc piston tăng cam mà mình vừa cắt ra như này, và anh em và bạn ta sẽ hàn cái quân ốc này vào cái ắc piston tăng cam này. Đối với cách làm chế cái kéo này thì nó không tốn chi phí cho anh em và các bạn khi ta sử dụng. Đấy. Sau đó anh em và các bạn ta sẽ mài bớt những các cái ba vía để khi anh em bạn ta đóng vào cái vòng bi cho nó được dễ dàng. Đấy. Sau khi anh em và các bạn ta mài xong thì anh em bạn ta sẽ thử vào trong cái cốt bi xem là nó có bị ba bia nó cấn vào không, thì anh em và các bạn ta sẽ đưa cái nửa ắc piston còn lại vào như này giống mình đây. Đấy, anh em bạn lưu ý cắt chiếu cái ắc piston nhá. Sau đó anh em và bạn ta lắp cái con ốc này vào
Đấy, bây giờ thì mình đã được một cái gạo đông bi bánh vô cùng là tiện lợi và dễ sử dụng luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ đóng bi test thử cho anh em và các bạn cùng nhau tham khảo. Đấy, với các piston này thì cái chất thép, cái chất liệu thép của nó rất chi là cứng, cho nên anh em mà bạn chế ra cái gạo đóng bi thì sau đó anh em bạn đã sử dụng rất chi là bền, rất chi là được lâu luôn. Anh em bạn ta lưu ý giúp mình, khi ta đưa vào cái những cái vòng bi bánh như này thì ta sẽ khóa chặt cái con ốc này lại giống mình đây. Thì cái cách này có thể là nhiều anh em thợ cũng đã biết cái cách chế cái cạo bi này rồi, nhưng có thể là nhiều anh em thợ và các bạn ta chưa biết cái cách chế những cái cạo bi này. Mỗi khi anh em bạn ta đóng cái vòng bi bánh ra mà để thay thế thì nó hơi khó khăn. Thì cái video này hy vọng có thể giúp cho anh em và các bạn nào ta chưa biết cái cách chế cái cạo này, thì anh em bạn ta xem được video thì chế ra cho mình một cái cạo đóng bi này, rất chi là tiện lợi và rất chi là bền luôn. Bây giờ ta sẽ tiến hành là đóng bi ra. Đấy, như vậy là rất chi là dễ dàng luôn anh em và các bạn ạ. Vâng, như vậy là cái video vừa rồi mình cũng đã chia sẻ lên cho anh em và các bạn ta cái cách chế cái kẹo đóng bi bánh với những các cái dòng xe như Honda hay là IA, để anh em bạn ta cùng tham khảo và cùng nhau ta áp dụng cái cách của mình. Thì anh em và bạn xem video của mình và thấy hay và hữu ích thì đăng ký kênh ủng hộ cho mình để theo dõi những các cái video mới trong kênh. Xin chúc cho anh em và bạn ta luôn thành công.